Thưa quý vị, với nhiều công trình dự án bất động sản lớn được xây dựng trong cả nước đã giúp sức tiêu thụ tại thị trường trong nước tăng 107% so với tháng 2. Theo các doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn thì sức tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng. Theo Bộ Xây dựng, sản lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 3 đã tăng 107% so với cùng kỳ tháng 2 tương đương sản lượng 6,27 triệu tấn. Kết quả tiêu thụ gia tăng mạnh trong tháng 3 đã nâng tổng sản lượng tiêu thụ xi măng trong 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 15,71 triệu tấn, bằng 109,8% so với cùng kỳ năm 2015. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn như Vinsem, Thăng Long, Vissai còn đưa ra dự đoán trước tiêu thụ xi măng trong tháng 4 và tháng 5 tới sẽ còn tăng do nhiều công trình công cộng, dự án bất động sản đang được xây dựng trong cả nước với tiến độ nhanh chóng. Ngoài ra, sản lượng xi măng xuất khẩu cũng được cải thiện so với tháng 1 và tháng 2. Tính chung sản lượng xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm đã đạt 3,50 triệu tấn, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.